Ây yêu, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Cáo nhá. Hiện tại thì như em xem đấy, ở đây người ta đang bắt cá rất là nhiều luôn anh em ạ. Nói chung hiện tại bây giờ cá rất là rẻ nha anh em. Đi đây rồi quay em xem đi. Toàn cá to ngon thôi. Cá đây là từ lồng bè nó sống ra đấy anh em. Rồi kích điện rồi đánh lưới ra đây anh em nhá. Đây quay em xem này. Đấy, trời ơi chỗ này chắc khoảng tầm 50 cân. Nhiều lắm. Em ơi, cháu ơi, cho thịt ra không chết. Chết luôn. Chứ không bán được, mình cho thì chết chứ. À dạ dạ. Mình cho ra đấy của cô đi không nó chết. Vâng. Nhiều cá lắm. Có thể có tuột không? Có thể mắc vào không? Đưa đây cô. Chép là 30 nghìn. Nhưng mà chép to nó bán rồi. Ở đây còn chép con bé. Ở đây toàn trắng thôi. Còn độc chép nhỏ nhỏ thôi. Chép nhỏ này 20 nghìn. Mình cũng đang tính mua 1-2 con về ăn đấy anh em. Nhưng mà thấy bảo cái bé quá. Đợi tí nữa xem mà thuyền về không anh em mình mua làm tí ăn luôn nhỉ. Cá bây giờ nó rẻ nó ngon lắm anh em ạ. Giờ có 2-30 nghìn một cân, rẻ lắm. Lại 3 cân rưỡi, 3 cân. Thế bây giờ cứ đợi một tí nữa thôi. Đợi một tí nữa rồi quay lại. Bây giờ thì anh em đang đàm phán để mua anh em nhé. Hôm nay thì mình thấy bảo là mang kích ra ngoài để bắt này. Là bị công an người ra tịch thu hết kích anh em ạ. Là bây giờ chỉ có cách phương pháp bắt cá ấy, là giải lưới thôi. Ở kia còn rất là nhiều cá, cứ buộc túi như này là anh em biết nha. Nhiều lắm. Cá lại cũng đi rồi. Nhiều nhỉ. Đợi có con nào ngon ngon về kiếm bữa anh em ạ. Nói thật với tất cả các bạn, ở chỗ này bây giờ đông người lắm. Người ta đang kiểu bắt cá đấy nghe. Đông nhỉ. Hôm nay lại quay lại chỗ này cho em xem. Úi, chép này. Chả bán luôn nhanh nhé. Chép này bao giờ một cân? Chép này bán rồi. 30 nghìn một cân. Trông thế này thôi anh em nhá. Ngày kiếm mấy triệu là chuyện bình thường đấy anh em. Ở chỗ mình thì bây giờ người ta cứ rẻ được ta mua anh em ạ. Toàn cá to. Nó rẻ hơn bình thường tầm ra một lửa. Đông lắm. Đây cả làng ra mua cá luôn. Đây ông nào có kích điện hay là có lưới mà mang ra đây đánh thì nói chung là nhiều anh em ạ. Ờ đâu ăn 40. Mình vừa bảo người ta 30 cũng không phải gì đâu. Cháu báo cháu chưa báo công gì. 30.000 một cân cá. Không bán đâu, cứ mấy thôi. Báo cho cháu. Vừa mới báo 30.000 một. Cứ bán đi, còn nhiều lắm. Không bán thôi. Chỉ tí nữa, nhà cháu về này. Thoải mái. Một tí. Ngoằn đi. Đi 2 cân. Hả? Đi 1 cân. Nhẹ cân thì lại rẻ tiền. Kinh nhỉ, bắt ở sông nhiều thế. Thế là cá là nhiều người buôn quá thế là giờ lại tăng giá rồi. Chứ mấy hôm trước rẻ hơn. Vâng. Cá bà cân cân người ta nhặt hết rồi. Được thì tôi lấy 3 con to à. Thì 25. Nước thì nó cũng rút rồi. Và anh em xem này, cá chim này. Đấy, là con này phải om dưỡng được ấy nhỉ. Con này to đấy. Hả? Là con chim om dưỡng cũng ngon, cái này đéo xương đâu. Không có, không có. Chim bao tiền cân? Chim bao tiền cân cô? Chim bao tiền cân cô ơi? Kinh, người ta đi kích, người ta đi đánh lưới ở đây này anh em này. Được nhiều cá lắm. Đây toàn chim này. Là mẹ ăn chim nhá. Là mẹ ăn chim ăn to lắm. Chim mày đéo xương răm đâu. Không có, nó to đéo có đâu. Chim nó bé bé này thì nhiều xương răm nhưng mà nó to thì không có đâu. Con này chắc tầm xem mà cho ăn cân xem được bao nhiêu cân. Bao tiền một cân? 25.000. Chắc con này được mấy chục nghìn thôi. Con này không được 2 cân đâu. Ý ở trên chợ đầu mối nó bán 30.000 một cân. Thế mà cá có 25.000. 2 cân. Không được 2 cân, con này có 30-40 nghìn đi mà. Ừ. Mang mẹ con về om rươi. Ừ, cân rưỡi có 3 tiền. 25.000 cân. Hai con. Ừ, bắt con chim đi. Bắt con diêu hồng ngon nữa. Bắt con anh em về ăn đi. À, rẻ nhỉ. Mấy chục nghìn cá này. Con này có xem nào. Ừ. Cho vào đi, cho vào đi. Mấy chục? 37.000 đi, 35.000 đi. 35.000 mẹ bằng 3 chén nước ngọt. Cũng mẹ gì. Anh mua. Tí sang em cho lại chuối. Ông trai mà 37.000 là 30.000.
Đấy qua tính ra con cá nhá, bằng 3 chai nước ngọt luôn. Ờ, nó rẻ đấy mà anh em à. Nào có tiền mặt không? Có tiền mặt không? Mấy cụ chốt thành công anh em ạ. Đấy, con này cũng gần 2 cân, có 35.000 thôi, nó to lắm anh em ạ. Được cái là mỏng mình nên là trông vậy đấy, nhưng mà nói chung thì to. Ừ. Cái chơi anh em, mình mua nhanh ạ, rẻ mà. Tính ra con này mình bảo rồi đấy, bằng có 3 chai nước ngọt thôi. Nhé. Anh em giờ triển khai về mua bia uống ăn đi. Thằng em mình nó cầm cần đi câu từ trước ra luôn, không ăn cá nào. 30.000 đây. Đấy trông khổ thân như này. Nhục chưa? Rồi. Nhục vãi. Đi mua bia nhá, bọn anh mua cá kia. Nó mà luôn rồi đấy. Đấy là có 30.000 thôi, rẻ chưa? Cá thì mình mua xong rồi anh em nhá. 30.000, 35.000, rẻ. Bây giờ xuống đây quay em xem chỗ này lại một chỗ này phải tạ cá chứ đùa đâu. Ở đây giờ ta bắt nhiều lắm. Chim bé vô chim. Hả? Chim bé nắm xương không ăn được đâu, nắm xương rắm á. Bây giờ toàn chim này. Đấy cho con diêu hồng luôn. Đấy. Ui diêu hồng, diêu hồng này. Ở đây để cho là. Bao tiền? Thôi để cho. Chú chưa, chú làm chưa? Ai biết được chú làm chứ. Ui giờ toàn chim nhỉ? Toàn trời ơi. Đây còn diêu hồng nữa, lọt nhạt luôn. Sợ nhờ. Thôi diêu hồng đấy làm gì? Hả? Con gì? Chim này mang về thả ao thôi. Nhặt luôn đấy. Chứ hồng có to tí. Chứ hồng bao tiền cân? Còn mấy mấy nữa hết không có đâu. 15-20. Thầy mấy quả hồng hết chuối không cu? Nhà cháu tan nát hết rồi, không còn cái gì. Gì hết. Giờ mua ăn cá phải ăn khó khăn. Hồng hết chuối anh em ạ. Ui, chẳng cái toàn chim nhỉ. Cá chim này chắc mang về thả ao thôi. Thôi à, nhiều chưa? Để cháu xin được cho cháu được. Cho cháu cho mua con diêu hồng. Đấy, cho đây. Con này không ấy thì con này nó cũng toàn xương. Đây. Ờ kia lại xin con cá anh em đây. Đấy, con này to này nhớ bắt gì? Con rói à? Con lấy con kia được không? Con này to này. Con cháu bây giờ bắt một con rồi. Con lấy con kia được không? Con này to này không bắt. Quá bắt đây. Cái cá giờ phải thả ao hay sao hả chú? Con lấy con ăn con diêu hồng. Ăn nữa. Mày bọn mua này ao đấy, mày béo. Bọn này giờ hả? Kinh nhỉ, cá dã man. Thế toàn cá to này. Xem có mua con nào nữa không. Kinh. Đông lắm anh em ạ. Tiền cá này. Bán con to như này không thể bán. Đà cho 130 này. Kinh. Quá thì không phải. Con này mấy cân đi rồi. 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 Nhiều cá này đông đông anh em ạ. Nhiều cá to lắm. À đây, giờ khi đâu mua. Đông lắm. Kinh. Hả? Bao tiền cân này? Xuống đây kìa, đây người ta bắt rồi. Xuống đây vớt này, xuống đây vớt này. Xuống đây vớt này, kia đây. Xuống đây vớt này. Ở đây cũng nhiều mà, nó người ta mang từ đấy mang lên mà. Kéo sóng ra lại mất lại đàn đấy. Nhiều lắm. Sắn quần lên. Không có con nào to hơn à? Bé lắm. Hả? Đấy còn đấy cũng được ấy. Cái tay này. À ngon chưa này. Mua phải mua 2-3 con. Có nhiều ấy. Xuống xem kiểm tra nào. Thế rồi. Có con nào to hơn không? Con này nhìn, ông nhìn là nhìn cá của tôi này. Không nhìn cá trên kia này. Cá con béo là chẳng thế. Con này nó thon, nó con này ít trứng lắm. Người ta xà hơn cá, những cá chắc mình cái này biết cá như nào. Trên đây đông ồn ào quá. Mình đứng xa để quay em xem nhé. Bây giờ thì người ta mua cá rất là đông luôn. Cơ bản là cá giờ rẻ đấy. Anh em xem này. Đông lắm. Ở đây mình bây giờ thì thành chợ luôn rồi anh em ạ. Chỗ là tụ tập khoảng tầm 50-60 người. Ra là người ta bắt cá đấy anh em. Ui, con này to thế. À, bà mua con này bao tiền bà? 40 đấy. 40.000 một cân. Ừ. Thế là con này là mấy trăm?
con này là 150, 160, 4 cân 2 thì lấy 160. Ui rẻ nhỉ? Tỏa thế. Rẻ nhưng mà nó là cá ấy mà. Cá lui thôi. Cá lui. Dạ. Ui cũng tỏa lắm, con này có hơn 100.000 đấy. Giờ bắt 5 6 con mấy cân? 4 cân mấy? 4 cân 2. Cũng rẻ. Vâng. Thôi bây giờ mình đi một chỗ khác anh em nhé, để quay cho em xem. Độ ra dòng bạn xe đi. Bà mua con này bao tiền? 30.000. 25 cân 1 cân. À 25. 25.000 1 cân. Đâu? 2 cân rưỡi mà 75.000. À 30.000 1 cân. À dạ, cũng rẻ nhỉ. Cái chép. Đây, mỗi người đi qua thì làm một con cá to rồi ăn thì rất là rẻ anh em ạ. Đấy, ăn con này mà một người ăn ấy, cả tuần không hết đâu, nó to lắm. Ra một cái chỗ khác nha anh em thì Yêu Hồng bao tiền 1 cân? Tao mua 40, cái hàng này nó tùy hàng, chứ mày mua tùy. Cái hàng này chúng mày mua về 40 chúng mày ăn chúng mày nhớ mãi. Vẫn sống này. 4.000 1 cân á. Chứ còn gì nữa? Có 4 cân. Tao mua hàng này tao bán rẻ cho chỉ 15.000 thôi. 15.000 1 cân gì? Hàng này. 30. Này nó có 15.000 1 cân này. Vâng. Con chết 4 cân nhưng mà nó có. Nhưng riêng hàng này chúng là hàng 40. 40 1 cân. Mà bán không có một người đặt, cái thằng đấy nó còn đặt tao hàng nó tạm không có. Con này được 2 cân. Thì lấy 3 4 con. Cân 8. Cân 8 à? Cho cháu xem phát, con này mấy cân đây? Con này của ông này ông lấy rồi. À thế à? Mấy con chép này anh to ngon này. Chép này bao tiền cân? À, có tài khoản. Chép này 25.000 cân nữa. 60 hả? Chép này 3 tiền, 3 hơn ơi. Sao dùng cái đỗ chuyển khoản bạn trước về bạn thử tiền. Bà Hương ơi, chép này 3 tiền cân. Diêu Hồng quá hả? Con Diêu Hồng như kia gần 2 cân có 60.000. Chép 35 đâu, vừa 30 cho mà. Ở thứ 30 con lại vừa 2 cân. 30 đi. Đây 30. Thế nên bắt bao nhiêu? Bắt mấy con? Bên kia nữa, nay bên kia nữa, con bên kia con to nữa. 3.000 một cân. Bên kia không. Không, hàng này hàng to đấy. Hàng này sao bắt nhỉ? Thôi lấy con này thôi. Cái này nó rồi nhỉ? Cái này to nó nhỏ đi. Con này bé. 2 cân 2 cân cho 2 cân. Con nào to nhất bắt cho. Bắt cho thêm 2 con chép to nữa đi. Ừ. Con nào chép to không cô? Súng cháu con 2 chép to đấy. Trong đấy nhiều phết đi. Anh về nó cái làn to đâu rồi? Ô cắm đây là cá. Mua mấy con? Thế giá tiền vào một mối cháu không biết chi đâu, tổng công cân vào thôi, giá tiền vào một mối à. Có được con chua chấm nào? Đây chấm đây. Chấm mấy cân? 3 cân. Con này chắc chỉ độ 2 cân. 3 cân mùi thôi. 3 cân mùi, đâu xem. Ôi con này đâu. 2 cân thôi, 2 cân thôi tí. Cá bẽ được ăn thì mua 2 con thì nó cũng thành cá to. Đúng không? Bác cả đây à. À chú bác ạ. Cháu xuống mua con 25.000 cân này. Cá gì chú? Cá chép. Cá chép à? Cháu mua con Diêu Hồng kia có 60.000 đi. Phải con to nhá, cháu phải con to nhá nhá. Hai con hả? Hai con. Bố cháu qua mua rồi. Cháu mua kia mà. Một con vừa là bao nhiêu cân? Con vừa là bao nhiêu cân? Con này bán chưa? Cháu lấy rồi. Lấy. Bán lấy rồi. Lấy rồi, cháu này đi. Xem to. Lấy cháu thêm một con nữa đi. Không vồ được, thằng nào xuống vồ cho coi. Con này 4 cân. Nhiều hết đi. Đây cho lấy con này. Cho đây luôn. Thế này anh em nhá. Cứ mua nhanh được anh em ạ. À, chỗ này đây, mới mua thêm con Diêu Hồng nữa, 60.000. À, con này nữa là ui chết, này nhiều cá phết này đùa anh em đâu. Chỗ này không đến 100.000 đâu. Con Diêu Hồng to lắm, 2 cân con Diêu Hồng nha anh em. Để cho mấy ông kia. Con này. Con bụng trứng này đừng ấy. Đây đều trứng hết à? Con này không trứng. Con to cái bụng trứng nhỉ? Con này không trứng. Cái này cũng bụng trứng ấy nhưng mà 2 cân. 2 cân. 2 cân 2 tí 2 cân. 2 cân 40.000. 50.000. 60.000 đi đây. Rồi đáp vào đây. Còn con nữa không? Đây, thì thằng cô em mình chốt được 2 con cá nha anh em. Còn con này nữa, để cho cháu xem phát nào. À, để mình đo cái dép cho em xem này. Đây. Bắt đùi con này về mà ăn thì chúng mày đi rồi. Con trứng ăn nó không à, này, to chưa này, cái dép này. Kinh nhỉ. Con này ăn càng ngon. Con này bụng nó phải khoảng tầm 2 bát ô tô trứng anh em ạ. Sau một sự ồn ào cuối cùng cũng chốt được cá. Còn một thằng cô em nữa luôn. Tính nó khó quá, là thằng ấy là chắc đéo chốt được cá rồi. Mua bán kiểu như mình như nhanh anh em ạ. Mỗi phát chốt luôn. Ờ. À, đấy, đây này. Cá là không có chỗ để về treo dây, móc dây anh em này. Đấy. Tính ra cá giờ rẻ ngon chứ. Ăn giờ không ăn thì ăn lúc nào bây giờ. Phê nhở. Nhức lách nha anh em. Ok anh em nhá. Hiện tại thì mình cũng đã về tới nhà rồi anh em nhá. Ngày hôm nay thì săn được cả 2 con cá luôn anh em ạ. Con này 35.000 này. Ừ, cá to nha anh em. Đây là cá chim. Rẻ không anh em. Đấy. Nhìn cái bộ răng của nó là anh em biết này. Có 35.000 con cá này thôi. Anh em xem này. Tính ra thì bằng 3 chai nước ngọt nhỏ nhỏ. Còn cái con này là cá Diêu Hồng. Con này mình mua 60.000 anh em ạ. Đó, con này là 2 cân nha anh em, to dã man.
nói thật với tất cả các bạn, cá hiện tại bây giờ rất là rẻ anh em nhé. Nó rẻ đến mức độ mà mình không nghĩ nó rẻ đến như vậy anh em ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ tưởng là đông người ấy, thì định làm hai con để ăn, nhưng mà anh em bây giờ đi mua cá hết rồi. Còn có mấy anh em mình về trước ấy, thì bây giờ thì ăn tạm con này trước đi. Hôm nay thì sẽ làm món gì với con này đây rồi? Đậu thích món gì thôi? Bạn thích hấp rồi. Hấp à? Ok, cho này vào hấp nhá. Chứ ăn cái đại cá riêu hồng rồi luôn. Hôm nay nói chung với anh em là quay cho xem, thật sự ấy, mua được cá rẻ thôi, nhưng mà mình cũng rất là buồn. Buồn một cái lý do là những cái nhà khác người ta bị sống hết cá ra, tan nát hết bè cá ra, rất là thiệt hại rất là lớn anh em nhá. Cái này mình bảo thật, mình mua được cá rẻ nhưng mà người ta bị mất mát rất là nhiều, khoảng tầm chục tỷ hoặc tầm mấy tỷ ấy, là mất rất là nhiều rồi anh em ạ. Đấy, rồi là cá nó trôi từ bè ra, rồi người ta đi kích, người ta đi đánh lưới thì là được rất là nhiều. Hôm trước mình không quay cho em xem mà được mấy tạ cá đấy. Nói chung thì cá giờ nó rẻ, nhiều người ta cũng gọi là đi chuộc lợi từ cái chỗ này ra, nên là cá giờ nó cũng rẻ, hôm trước rẻ hơn cơ. Hôm nay mình mua bị đắt đấy, hôm trước rẻ hơn nhiều nữa. Thôi rồi, không nói nhiều nữa thì ngày hôm nay quyết định làm thực cho anh em xem nha. Ok anh em, cho nó chết đi anh em ơi. Bây giờ cuối cùng cũng xong rồi nha anh em. Cho anh em xem lại. Lóc. Úi giời. Thơm phức luôn nha anh em. Mình làm tạm trước một con anh em ạ. Chứ bây giờ ba người ăn hai con không hết được đấy anh em. Nói chung thì mình làm sơ thôi anh em nhá. Ngày hôm nay thì thôi không bia rượu nữa, uống nước ngọt thôi anh em ạ. Chứ bia rượu nhiều hỏng hết gan thận anh em. Nhìn từ bằng chứng độ anh em biết này, trước to béo lắm, bây giờ kiểu như bị suy dưỡng, kiểu như là bị hỏng hết gan thận ấy. Cứt giờ bị đau dạ dày rượu. Thì thế, uống Coca thôi. Hôm nay anh em mình nhập tiệc luôn nhá. Thắng ơi, em thử dí mồm đây xem thơm không? Vàng ấy. Đây. Thơm không? Mày đừng nhổ nước bọt đấy nhá. Thơm vậy. Ok, ngon không? Ngon vậy. Ok, bây giờ thì mỗi thằng cái bát, rồi anh em mình múc bang thôi. Nhập đi. Nói chung ngày hôm nay một cái bữa ăn vô cùng là rẻ anh em ạ. Chứ cái bữa này ở ngoài quán anh em, con cá này không dưới 200.000 thôi anh em ạ. Nhưng mà mình mua được có giá có 60.000 thôi. Nói chung thì cũng rẻ anh em nhá. Phải không? Phải anh em mình nhập tiệc thôi. Từ giờ lấy cái bát cho thắng đã. Này, của em đây. Bút cái bát nó mắn nó ngon. Nó ngon à? Wow. Đưa đây. Cá này mình hấp anh em nhá. Dùng đinh lăng hấp với lại cho tí gia vị vào thôi. Chủ yếu là tí anh em mình vẫn chấm mắm anh em ạ. Cái bát mắm của mình uy tín luôn nha anh em. Đó. Cái này chấm thì phải thôi. Độ cứ múc băng trước đi. Để bạn rót ít Coca rồi uống nữa. Ngon nhỉ. Úi giời, hậu gì lại thực sự lắm. Giá là... Ăn đi Thắng. Bạn làm nước này nhá. Ừ, múc băng đi. Có. Đá. Có mỗi hai hòn đá mày một đoàn đá thì ăn kiểu gì? Mời anh em nhá. Chơi đi, ngon không độ? Cái này phải chấm đi mắm mà cơ, ăn nó mới phê. Mình cũng chết. À, không có đá anh em ạ. Đây để đây đi, chứ ăn uống có đổ quá. Chắc thì nó ngon lắm. Ngon lắm à? Ăn đi. Từ để bạn múc bang cho em xem. Đây, làm cái khúc ở giữa này. Đây là cá riêu hồng, thịt nó rất là dày mình anh em ạ. Đấy, nguyên con cá đấy cái chảo luôn mà có 60.000. Ừ, ngon chứ. Đây, anh em xem này. Mời anh em nhá. Ngon. Nóng nhưng mà nóng. À. Ngon thế. Thế mà thằng ấy nó cứ bộ đồ nhiều xương, có tí xương rồi đó. Ui, nóng quá anh em ạ. Ui, ngon nhỉ. Ngon lắm. Dô cái. Mục đích là ngày hôm nay là anh em mình đưa chơi tẹp rồi, về nhà gọi Thắng sang đây đớp thôi. Ngon nhỉ? Thơm không? Ngọt nhỉ? Ngon vãi chưởng anh em ạ. Múc băng ăn mạnh như độ. Bạn tưởng nó có nước xương rồi. Ngon lắm. Ngon này. Đây anh em ạ. Nói chung thì bây giờ ăn uống thì mình sẽ quay một chút thôi. Cá nó rất là béo, rất là ngọt anh em ạ. Ngon. Người khác bị thiệt hại. Đến lúc mà mình ấy vào đấy, mua được cái mẻ này ăn sướng anh em ạ. Mặc dù mua vẫn bị đắt đấy, nhưng mà thôi cãi đi. Cũng tội công người ta đi bắt đấy. Đít thì dãi, nó tông tông. Thơm hết. Rực rỡ luôn. Thằng này nó cắt ra à. Thơm nhỉ. Cái này nát lắm, sương lắm. À, đấy chưa? Một tùng ngọt to nhỉ? Để chấm mắm vào nhức lách. Nước mỡ này. Để cầm luôn cái bát mắm tỏi đi.
nhá. Đây mời anh em nha. Ngon rồi. Mẹ tuyệt vời luôn gì đấy. Đang ăn chậm mỗi để anh ăn với. Ngon. Trông Thắng ăn phê nhỉ. Thắng mày, mày thả ra mày mút cả con cá. Ui thơm thế. Cái này mà có bếp dở mà riu riu ý nữa thì thơm. Phải không? Đã nó ninh chưa nè. Cái này ngon. Ngon. Đi đi. Đô. Nó không có vàng. Thật sự với anh em, về quê đấy, cái gì nó cũng xẻ hết nha anh em. Vớt gọn đi, cho mèo năm. Ăn tí rau cho đầy đủ thì dưỡng anh em ạ. Đây, mời anh em nha. Ngon. Rau. Thế là rau à? Nhức lách nhờ. Ngon. Lách năng thơm vậy. Mẹ chứ nó dai chứ giời. Mà các ông cứ bảo là nó thế nào? Mỡ mẹ sừng răm với này. Cái này cái kia. Lại to này làm gì có sừng răm. Đúng rồi. Nãy có cái ông cụ ở bên cái này, bên đê này. Cứ bổ cá nhiều sừng răm, làm gì có. Ngon thế. À ngon chứ trời ạ. Dỡ. Nóng quá. Ôi. Ham. Nóng quá. Ăn nốt đã. Này, nó nhạt thịt. Mà ngon thật. Cá béo vậy. Và nếu các bạn cảm thấy video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hậu Cáo, chào tất cả các bạn. Bye bye, thái chào anh em nào. Bye bye anh em nha. Ăn đi. Ăn tiếp đi. Nó cứ như vĩ nắm cái đầu đi. Ngon nhỉ. Ngọt thật.